Bitcoin lập kỷ lục mới, dấu hiệu của sóng FOMO đang đến rất gần. Bitcoin đã vượt mốc 72.000 đô, giới truyền thông cũng bắt đầu đưa tin về Bitcoin. Theo video mà mình có làm ở trên kênh YouTube này, thì hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn thu hút thêm các nhà đầu tư F0 tham gia vào thị trường. Dòng tiền từ các nhà đầu tư F0 này sẽ rất dồi dào và rất là hung hãn, từ đó nó sẽ giúp cho cả thị trường crypto này tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tiếp theo. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM, mình là Huy. Như trên màn hình các bạn cũng đang thấy được thì đây là biểu đồ về phần trăm nguồn cung Bitcoin đang bị thua lỗ. Thì hiện tại thì chỉ số này nó đã giảm đi một cách rất là mạnh, nó cũng khá là dễ hiểu bởi vì là giá của Bitcoin đang tăng thì cái phần trăm nguồn cung Bitcoin bị thua lỗ này nó sẽ bị giảm rồi các bạn. Và hiện tại thì chỉ số này nó đã giảm đến cái mức là chỉ còn là 0,5% nguồn cung Bitcoin là bị thua lỗ mà thôi. Tức là có đến tặng là 99,5% nguồn cung Bitcoin là đang có lợi nhuận. Tức là phần lớn các nhà đầu tư, các những holder Bitcoin hiện tại thì họ vẫn đang có lợi nhuận thôi các bạn. Và khi mà những holder này họ có lợi nhuận thì họ sẽ tồn tại một cái tâm lý, đó là tâm lý muốn bán ra để chốt lời. Vì vậy cho nên là hiện tại thì đây cũng là một trong những cái chỉ số nó nhắc cho chúng ta là chúng ta nên cẩn thận ở trong giai đoạn hiện tại. Bởi vì là ở chỉ số này, ở trong chu kỳ 2021 á, thì ở tháng 5 và tháng 11 năm 2021 là lúc mà chỉ số này nó cũng đã giảm một cách rất là mạnh. Nó đã giảm xuống chỉ có là khoảng 0-1% nguồn cung Bitcoin là bị thua lỗ mà thôi. Tức là lúc đó thì có rất là ít người bị thua lỗ, cho nên là nó cũng chính là cái lúc mà giá của Bitcoin đã tạo đỉnh ở trong chu kỳ năm 2021, đó là ở tháng 11 2021 rồi các bạn. Lúc đó là giá của Bitcoin là đường màu trắng nè, nó liên tục nó tăng lên, mà cái đường màu tím này, tức là cái phần trăm nguồn cung Bitcoin bị thua lỗ này, nó liên tục nó giảm, và nó giảm chỉ còn là khoảng mốc là từ 0-1% mà thôi. Cho nên đó là những cái giai đoạn mà tâm lý bán ra chốt lời của các nhà đầu tư nó sẽ rất là cao. Giống như trong giai đoạn hiện tại thì tâm lý muốn bán ra của các holder Bitcoin nó vẫn sẽ tồn tại, cho nên chúng ta cũng nên cẩn thận. Tuy nhiên mình cũng có theo dõi một chỉ số cho thấy rằng là hiện tại thì lực bán nó cũng chưa quá là nhiều với các bạn, đó là chỉ số Exchange Ratio. Và chỉ số này nó theo dõi top 10 những giao dịch lớn nhất nạp Bitcoin lên các sàn giao dịch tập trung á, thì hiện tại nó đang như thế nào. Và hiện tại thì chúng ta thấy được là cái đường màu cam này hiện tại nó vẫn đang ở cái mức khá là thấp. Điều đó cho chúng ta thấy được là hiện tại thì những giao dịch mà nạp Bitcoin lên các sàn giao dịch tập trung như là Binance, OKX hay là BNX chẳng hạn, thì đây là những cái chỉ số này nó cho thấy rằng là số lượng Bitcoin nạp lên sàn á, nó đang khá là ít. Điều đó cho chúng ta thấy được là cái lực bán đối với Bitcoin hiện tại nó đang khá là thấp, nó thấp hơn nhiều so với trong giai đoạn 2021 thôi các bạn. Hiện tại thì chỉ số này nó đang nằm ở cái mức là 0,35, nhưng mà trong năm 2021 thì chỉ số này nó tăng là khoảng 0,48 luôn rồi các bạn. Và qua video này chúng ta thấy được là hiện tại thì áp lực bán đối với Bitcoin nó vẫn chưa quá là lớn. Mà thay vào đó thì lực mua từ các quỹ đầu tư ETF nó vẫn đang rất là lớn rồi các bạn. Và đây là một cái số liệu theo mình có tham khảo được ở trên Twitter. Thì trong tuần vừa rồi là tuần thứ 9 nha, sau khi mà Bitcoin ETF được thông qua thì tuần vừa rồi là tuần thứ 9, thì các quỹ ETF đã mua vào là 33.614 Bitcoin trong tuần vừa rồi thôi các bạn. Mà trong tuần vừa rồi thì chỉ có là 6.300 Bitcoin được đào ra mà thôi, mà các quỹ ETF ở trong tuần vừa rồi mua đến tặng là 33.000, hơn 33.000 hay các bạn, nó hơn gấp 5 lần. Điều đó cho chúng ta thấy được là hiện tại thì cái lực mua từ các quỹ đầu tư ETF này nó vẫn đang rất là lớn, và nó cũng thúc đẩy cho giá của Bitcoin tăng trưởng cũng khá dễ hiểu. Dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vào Bitcoin sẽ còn tiếp tục tăng lên khi mà Mỹ đã chấp thuận Bitcoin ETF, thì Vương quốc Anh cũng đã tung ra tin tức đó là họ sẽ cho phép các ETN, tức là các chứng khoán nợ không có bảo đảm do ngân hàng phát hành. Vương quốc Anh sẽ cho phép các chứng khoán nợ do ngân hàng phát hành về Bitcoin và Ethereum được giao dịch trong quý 2 sắp tới, và từ đó dòng tiền sẽ ngày càng chảy thêm nhiều hơn vào Bitcoin và Ethereum. Trong uptrend thì việc kiếm tiền là rất là dễ. Dễ như cái cách mà các bạn tham gia chương trình Airdrop nhận 40 token VIC trị giá là 35 đô ở trên sàn Bybit. Và sự kiện này sẽ có hạn chốt là ngày 16 tháng 3 với các yêu cầu rất là dễ làm. Phần thưởng của sự kiện này sẽ được trao sau khi mà sự kiện này kết thúc là 7 ngày. Đường link tham gia nhận Airdrop mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video này nha. Tiếp theo mình sẽ phân tích và cập nhật về tình hình thị trường crypto trong thời gian gần đây. Và hiện tại chúng ta có được đó là cái vốn hóa của cả thị trường crypto đã tăng rất là mạnh và nhanh kể từ ngày 26 tháng 2 vừa rồi.
Tính đến thời điểm hiện tại thì vốn hóa của cả thị trường đã tăng lên đến mức là 2.600 tỷ đô rồi các bạn. Nó tăng lên đến cái vùng màu đỏ này rồi. Và vùng màu đỏ này chính là cái khu vực kháng cự rất là lớn ở trên khung thời gian tuần. Và hiện tại chúng ta thấy được là với cái nhịp sóng đẩy lần này thì có dấu hiệu là phe mua đang bị đuối dần đi, khi mà cái nhịp đẩy lần này đã tạo nên cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng mà trên chỉ báo RSI thì đỉnh sau này nó đã bắt đầu là nó đã thấp hơn so với đỉnh trước đó. Điều đó cho thấy rằng là cái lực đẩy ở trong cái nhịp sóng lần này nó đang khá là yếu, nó yếu hơn so với nhịp sóng trước rồi các bạn. Nhưng mà nhìn chung thì về xu hướng thì xu hướng ở trên khung thời gian 4 giờ trong ngắn hạn của cả thị trường vẫn đang là xu hướng tăng. Và chúng ta thấy được là trong cái nhịp sóng đẩy trước đó thì cái lần đầu tiên thì RSI nó tăng lên một cách rất là mạnh. Và cái lần thứ hai, lần đẩy thứ hai thì RSI cũng tăng ngang ngang với lại cái đỉnh trước đó hả các bạn. Nhưng mà ở lần này thì giá lại tạo đỉnh cao hơn, nhưng mà RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy rằng là cái phe mua, về động lượng của phe mua nó đã bị yếu dần đi. Vì vậy đây cũng là những cái thời điểm mà chúng ta nên cẩn thận, bởi vì là cái phần trăm nguồn cung Bitcoin bị thua lỗ nó đang khá là thấp, tức là chỉ có 0.5% nguồn cung bị thua lỗ mà thôi. Mà cái biểu đồ vốn hóa này nó cũng đang cho thấy là phe mua đang bị yếu dần đi, cho nên chúng ta cũng cần cẩn thận với các cái vị thế mà trading trong ngắn hạn nha các bạn. Còn đối với các altcoin mà chúng ta đang hold thì như thế nào, thì theo như quan điểm của cá nhân mình thì hiện tại trong ngắn hạn thì mình vẫn tiếp tục mình tích lũy thêm các cái đồng altcoin mà mình đang nắm giữ, đặc biệt là những cái đồng altcoin mà nó chưa tăng quá mạnh ha các bạn. Ví dụ như hiện tại thì mình đang có là synthetic, thì hiện tại mình vẫn tiếp tục mình mua thêm vào hàng ngày như vậy, bởi vì là mình cho rằng là cái thị phần của Bitcoin hiện tại nó vẫn đang khá là cao, và khi nào mà thị phần Bitcoin này nó mà bắt đầu giảm và vào một con sóng giảm thì lúc đó altcoin mới được hưởng lợi và nó tăng mạnh lên. Còn hiện tại thì cái xu hướng của Bitcoin Dominant ở trên khung thời gian 4 giờ thì nó vẫn đang đi ngang ha các bạn. Nó đang đi ngang và cái cấu trúc xu hướng giảm này nó đã được thiết lập nhưng mà nó chưa chạy quá mạnh, cho nên là mình cũng tiếp tục mình kỳ vọng là hiện tại chưa phải là một cái mùa altcoin, mà mùa altcoin nó chỉ được diễn ra khi mà cái xu hướng giảm này nó được chạy rất là mạnh, nó diễn ra rất là mạnh, thì lúc đó thị phần của Bitcoin nó sẽ giảm và dòng tiền từ Bitcoin nó sẽ chảy dần dần sang altcoin, giúp cho altcoin tăng trưởng. Còn hiện tại thì chúng ta thấy được là thị phần của Bitcoin nó vẫn đang khá là cao, đó là 53.7%, chiếm 53.7% cái tổng vốn hóa của cả thị trường. Cho nên là giá hiện tại của Bitcoin chúng ta thấy được là dòng tiền nó nằm tập trung là chủ yếu là ở Bitcoin, và nó thúc đẩy cho Bitcoin nó tăng một cách rất là mạnh, nó tăng mạnh hơn so với các altcoin khác. Hiện tại thì chúng ta thấy được là cái giá của Bitcoin nó đã phá qua khu vực 72.000 đô rồi, và hiện tại có thể nó sẽ có nhịp sóng điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, nó sẽ rơi về khoảng là vùng 67.000 đô rồi các bạn. Đây chính là cái khu vực kháng cự cũ của Bitcoin trên khung 4 giờ, và nếu như nó rơi về vùng 67-68.000 đô này thì nó cũng retest lại cái cụm nến setup trước đó, đó là setup bullish engulfing, thì lúc đó là cũng là lúc mà chúng ta thực hiện những cái vị thế trade trong ngắn hạn được ha. Trong con sóng tăng gần đây của cả thị trường thì mình trong thời gian gần đây mình liên tục nhận được những cái tin nhắn của các bạn trong channel Telegram, đó là các bạn cảm ơn mình bởi vì là đã có share những cái vị thế spot đối với các altcoin, mà hiện tại thì những altcoin đó vẫn đang tăng khá là mạnh ha các bạn. Như ở đây là tin nhắn từ ngày 11 tháng 3 là ngày hôm qua, còn đây là tin nhắn của bạn Minh ở trên channel Telegram. Thì các bạn thấy được là bạn này có ăn được một cái kèo, đó là Shiba Inu, cái đồng coin mà meme coin ha. Meme coin mình đã có share trong channel Telegram, đó là tàu độc quyền á. Thì cái Shiba Inu này đã nhân 3 lần cái giá trị, và Bitso cũng như là Gala cũng đã tăng được là nhân 2 lần. Thì bạn này cũng đã bán để chốt lời rồi, cho nên là cũng khá là tốt. Và team mình có một cái kênh, đó là channel Tàu Độc Quyền ATM. Thì đây là một cái kênh channel mà mình share những cái lệnh mà mình trading trong ngắn hạn, cũng như là những cái vị thế spot để hold, các bạn có thể tham khảo ha. Và đây là một cái channel mà mình hoàn toàn là không có thu phí rồi các bạn, cho nên các bạn có thể tham gia và tham khảo được những cái tín hiệu của mình. Và đường link tham gia mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video này nha. Và cuối cùng thì mình sẽ phân tích các cái đồng altcoin mà các bạn đã có comment trong video trước.
Đầu tiên là đồng alpha ha các bạn. Thì trên khung thời gian tuần thì đồng coin alpha này nó vẫn đang đi ngang là chính mà thôi, nó chưa tạo nên cấu trúc xuống tăng như chúng. Và khi nào mà cái đồng coin alpha này nó phá qua cái đường màu đỏ ở phía trên này, đó là vùng 0.2 đô ha các bạn, 0.2 đô, 0.21 đô, thì lúc đó giá mới tạo nên cấu trúc xuống tăng và alpha nó vào một cái cấu trúc xuống tăng. Còn hiện tại thì giá vẫn đang đi ngang là chính, mà cái lần vừa rồi thì nó phá lên nhưng mà nó chưa có phá hẳn qua các bạn, mà nó hình thành những cái bóng nến phía trên rất là dài, cho thấy cái sự từ chối tăng giá của đồng alpha trên khung tuần. Còn khung thời gian tuần này thì nếu như các bạn đã có vị thế thì mình nghĩ là có thể hold được, chưa có vị thế thì chúng ta chưa khoan mua ha, bởi vì là giá nó cũng chưa có tạo nên cấu trúc xuống tăng, cho nên là chúng ta mua vào thì nó cũng khá là rủi ro. Tiếp theo là đồng coin Ethereum. Thì đồng đây là cái đồng coin mà mình có share trong các cái video trước. Thì đây là cái đồng coin mà mình đã có mua ở vùng, nó là vùng 2.200 đô, thì mình đã có mua thêm và hiện tại thì nó đã tăng lên đến vùng là 4.000 đô rồi các bạn. Lãi của mình là hơn 80% rồi, là gần nhân 2 rồi, gần nhân 2 lần rồi. Và trước đó mình cũng DCA liên tục ở tại vùng là từ 1.200 cho đến vùng 1.700 đô thì mình DCA liên tục. Và vùng 2.200 này thì mình chỉ có mua thêm mà thôi, mà trong thời gian sắp tới thì mình gồng lời thôi các bạn, chứ không có mua thêm nữa. Vào ngày mai thì Ethereum sẽ có một cái bản cập nhật, đó là cập nhật Dan Kun. Thì nó sẽ giúp tối ưu cái chi phí giao dịch cũng như là tốc độ dành cho những cái layer 2 ở trên Ethereum. Và đây cũng là một cái tin tức khá là tốt đối với Ethereum rồi các bạn. Và nếu như các bạn đã có nắm giữ và hold Ethereum rồi thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên tiếp tục nắm giữ mà thôi, chúng ta không có nhiều hành động trong cái lúc này. Tiếp theo là đồng coin Cardano. Thì đây là đồng coin mà nằm trong top thôi các bạn. Thì hiện tại thì đối với đồng ADA này á, thì trên khung thời gian tuần nó đang có một cái mô hình tăng giá, đó là mô hình cái cốc và tay cầm ha các bạn. Và đây là cái cốc này, và đây là cái tay cầm của nó. Và cái mô hình này cũng đã được xác nhận rồi, cho nên là khả năng sắp tới thì ADA vẫn sẽ tiếp tục tăng lên vùng gần, đó là vùng 1.18 đô, và vùng xa xa thì là vùng 2.4 đô ha các bạn. Và nếu như các bạn có hold rồi á, thì chúng ta tiếp tục chúng ta giữ thôi. Và đồng ADA này thì hiện tại nó có mức giá là 0.76 đô, mà trong channel tàu độc quyền của mình á, thì mình có share ở vùng entry, đó là vùng 0.37 cho đến 0.4 đô rồi, tức là hiện tại là đã gần nhân 2 lần cái giá trị của từ cái lúc mua rồi ha. Thì hiện tại không phải là cái vùng mua tốt nữa, mà nếu như các bạn có mua thì ở vùng này thì nó sẽ có rủi ro cao hơn so với cái vùng entry mà mình có share trong cái nhóm kia. Mình thì không phải là chuyên gia, cho nên video này các bạn chỉ nên tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn cần mình phân tích thêm về các altcoin nào thì nhớ để lại một comment ở dưới video này nha.